Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng mùng 9 tháng 8 của Ghiền Bóng Đá TV. Như vậy là drama giữa Messi và Barca rồi cũng đến hồi kết. Và siêu sao người Argentina cũng đã sớm có bến đỗ mới để xoa đi nỗi buồn tại Catalan. Nhưng trước khi Messi công bố hợp đồng mới với PSG, Barca đã có trận đấu đầu tiên thời hậu El Pulga với đối thủ nặng ký Juventus. Theo hàng loạt nguồn tin uy tín như ESPN, L'Equipe hay chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Lionel Messi đang trên đường gia nhập PSG. Sau buổi họp báo chia tay Barcelona vào chiều ngày 8 tháng 8 tại sân Nou Camp, Messi chuẩn bị công bố ông Jorge Messi hoàn tất những bước đàm phán cuối cùng để chuyển tới câu lạc bộ nước Pháp. Hợp đồng của Messi với PSG có thời hạn 2 năm kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Ông Jorge cùng luật sư của Messi đã nhận được bản thảo hợp đồng được gửi tới từ PSG vào sáng nay sau cuộc thương thảo vào thứ Năm mùng 5 tháng 8 vừa qua. Bên cạnh thời hạn 2 năm, PSG cũng đề nghị Messi mức lương 35 triệu euro mỗi năm, chưa tính thưởng và các khoản phí liên quan. Messi đã đồng ý với mọi điều khoản do phía PSG đưa ra. Siêu sao người Argentina sẽ ký hợp đồng với đội bóng Pháp sau khi đội ngũ luật sư của Anh thống nhất các điều khoản hợp đồng. Theo nguồn tin của El Chiringuito, kênh truyền hình từng phỏng vấn độc quyền chủ tịch Florentino Perez về dự án Super League, PSG đã thuê chọn tháp Eiffel vào ngày 10 tháng 8 tới. Điều này làm dấy lên dự đoán Messi có thể ra mắt hoành tráng dưới chân tháp Eiffel đúng ngày 10 tháng 8. 5 năm trước, Neymar cũng có buổi ra mắt ở tháp Eiffel. Theo The Times, Inter đã thỏa thuận bán Lautaro Martinez cho Tottenham với giá 60 triệu bảng. Đây không phải là động thái nhằm thay thế Harry Kane của gà trống. Câu lạc bộ thành London muốn đưa Lautaro về đá cặp tiền đạo với Harry Kane ở mùa giải 2021-2022. Với mức phí chuyển nhượng 60 triệu bảng, Lautaro sẽ trở thành tân binh là tiền đạo cắm đắt thứ hai trong lịch sử chuyển nhượng Premier League, chỉ sau Romelu Lukaku khi anh đầu quân cho MU năm 2017 với giá 72 triệu bảng. Trước đó, các nguồn tin chuyển nhượng đều khẳng định Inter đồng ý bán Lukaku cho Chelsea với giá 97,6 triệu bảng. The Blues chấp nhận mức giá này và muốn đính kèm cả Marcos Alonso, nhưng đối tác thành Milan chỉ nhận tiền mặt. Inter đang cho Anthony Martial vào tầm ngắm như một ứng cử viên thay thế cho Romelu Lukaku, người chuẩn bị trở lại Chelsea theo hợp đồng kỷ lục nước Anh. MU định giá tiền đạo của mình khoảng 50 triệu bảng. Ngoài Inter, Everton cũng quan tâm tới Martial. MU xác nhận đã cho trung vệ Asen Twanzebe gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn đến cuối mùa 2021-2022. Thực tế là hai mùa 2017-2018 và 2018-2019, Twanzebe đã khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn và để lại nhiều ấn tượng. Mới 23 tuổi, Twanzebe sẽ có nhiều thời gian ra sân tích lũy kinh nghiệm ở Aston Villa thay vì cố gắng bám trụ ở MU, đặc biệt trong bối cảnh Quỷ Đỏ đã có thêm cả Varane. Trước đó, Twanzebe đã ký hợp đồng mới với MU đến năm 2023, kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. MU vừa có chiến thắng tưng bừng 4-0 giao hữu trước Everton, nhưng huấn luyện viên Solskjaer không khỏi lo lắng cho tình hình lực lượng của đội nhà khi mùa giải mới sắp khởi tranh. Tờ Telegraph lý giải về trường hợp của Varane, trung vệ người Pháp gia nhập MU gần như cùng lúc với Sancho. Nhưng cho đến lúc này, anh vẫn chưa hoàn thành thủ tục y tế bởi vấp phải những vướng mắc trong lúc làm visa. Cụ thể, Varane mất nhiều thời gian hơn dự kiến cho việc xác nhận thị thực trong hành trình di chuyển đến nước Anh. Vì vậy, rất có thể cầu thủ 28 tuổi sẽ bỏ lỡ trận đấu đầu tiên của MU trong mùa giải mới. Còn đối với vị trí tiền vệ cánh của Sancho, người hâm mộ có vẻ lạc quan hơn so với sự thay đổi ở tuyến dưới. Bởi MU hiện có Martial, Daniel James hay đặc biệt là tài năng trẻ Mason Greenwood, người đã chơi tuyệt hay trong trận giao hữu vừa qua với Everton. Trippier từ đầu mùa hè là mục tiêu theo đuổi của Manchester United. Nhiều nguồn tin cho biết, Trippier cũng muốn quay trở lại Anh thi đấu, dù cầu thủ này vừa trải qua mùa giải thành công cùng Atlético Madrid. Tuy nhiên, Manchester United vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về mức phí với Atlético Madrid. Trong khi đó, Arsenal đang rất tự tin về điều này. Họ sẵn sàng đưa Bellerin vào trong thỏa thuận chuyển nhượng. Vì thế, khả năng Arsenal sở hữu Trippier đang cao hơn MU lúc này. Vào ngày 14 tháng 8 tới, Arsenal sẽ có trận khai mạc ngoại hạng Anh với Brentford, nhưng lúc này, lực lượng của họ đang bị sứt mẻ nghiêm trọng vì những chấn thương. Thomas Partey và Gabriel sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng
trong khi SD Nketiah gặp vấn đề với mắt cá và cũng phải rời xa sân cỏ trong quãng thời gian tương tự. Dù pháo thủ đã bổ sung thêm những tân binh như Ben White, Nuno Tavares và Albert Sambi Lokonga, nhưng sự vắng mặt của những cầu thủ chấn thương kể trên vẫn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng đội hình của đội chủ sân Emirates trong giai đoạn đầu của mùa giải. Chiều ngày 8 tháng 8, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ tư, tập luyện tại sân bóng Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để chuẩn bị tham dự các trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 3 buổi tập, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng tiền vệ này sẽ sớm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân khách vào ngày 2 tháng 9 và tiếp đó là trận gặp đội tuyển Úc vào ngày 7 tháng 9 tại sân nhà. Bản tin ngày 9 tháng 8 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!